Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hiện nay mình sẽ tiếp tục series của Doraemon Story of Season nha. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha, bằng cách like và share tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Ok, thì tập trước là mình đã hoàn thành xong sự kiện của nhà con nhà chú Bết với lại chị Sandy. Nên là tập này là mình cũng sẽ hoàn thành cái sự kiện của cũng là một cặp cha con khác, đó là chú Mithy với lại Len. Hay là có sự kiện này, chẳng lẽ là sự cái này chắc là sự kiện chính rồi. Sự kiện này không phải là nhà Hamon. Hỏi bà về cái vụ mà cơn bão lớn. Nhưng mà bà lúc 8 tuổi. À đây, cái sự kiện này sự kiện chính rồi. Là sự kiện này bắt buộc tự nhiên tới là mình sẽ làm mà, chứ không có nhất thiết là phải. Tại hiện tại là mình đang có cái đồng hồ kia, mình vẫn chưa đưa cho cô Vera, cho nên là chưa có xảy ra thêm sự kiện chính. Và không ngờ là cái sự kiện chính này đó là xảy ra mà mình không cần phải đưa đồ vật luôn. Tụi ta tới hỏi bà Ravi về cái việc mà cơn bão. Hỏi bà Ravi về việc cơn bão. Hồi đó là Hamon ra nghe được, thì Hamon bắt đầu là giúp mình ra nói chuyện lại ông thị trưởng, hỏi về xem có tư liệu gì về cái việc này không. Đây, ông thị trưởng như nói là đây là những hình ảnh ghi lại từ cái vụ mà cơn bão đó. Chờ, người ta hỏi đó là có phải là cái Elder Tree, cái cây thần hay không. Mà nhìn nó khác với lại bây giờ quá, tại vì chắc là thời đó cây thần còn nhỏ. Hamon thắc mắc là tại sao là tia sét có màu xanh dương. Thường là tia sét chỉ có màu trắng mà tại sao tia sét lại có màu xanh dương. Dạ, Hamon nói là ở trang trại của Hamon thì lâu lâu cũng có những tia sét như vậy. Ok, mình có giả thuyết nha, bà Ravi không phải là bà của Hamon mà là chị của ba Hamon. Nhưng mà do là Hamon cũng bị kéo theo cơn bão, cho nên là Hamon mới còn trẻ như vậy. Tại Hamon kể mà bà Hamon nhặt được Hamon lúc còn nhỏ ở trong ở gần cái cây thần. Nên là mình tạm đặt ra giả thuyết là bà Ravi lại là cô của Hamon. Không, bác của Hamon cũng đúng rồi. Là chị của ba của thằng Hamon chứ không phải là bà của thằng Hamon. Nhưng mà thằng Hamon từng nghĩ, tại thằng Hamon nó cũng vượt thời gian nữa. Ok, vậy là hết những thông tin về cơn bão rồi, mình có thể tìm hiểu thêm được. Nobita vẫn còn sốc bởi vì nghe được cái tin là Hamon lớn lên như vậy. Nhưng mà Hamon lại đánh trống lảng như vậy mà tia sét đó nó có màu xanh giống như bầu trời và nước. Ok. Ok, mình
mình sẽ kiếm qua khúc này cho tới cốt truyện của Homeland nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ ngủ tới 2 giờ chiều. Đó, sử dụng cái này để tăng tốc độ chạy cho nó nhanh lên. Cậu bao quát hết chỗ này hả? Nếu là bố nó đi ra ngoài rồi cho nên là bây giờ nó thầu hết tôi tới khu này. Rồi nó là cố gắng là chế tạo cái gì hôm nay vậy? Do bố nó đi ra ngoài và khóa cửa lại là mình, nó bị kẹt ở trong này không có đường ra ngoài. Nên là lúc mình vô đây là mình đã giải thoát cho nó rồi. Ông bố kể là nó hay ôm thú bông ngủ, cho nên là ấy, thằng này nó bất ngờ là tại sao mình lại biết. Thì mình nói là bố nó kể cho nó mình nghe là này hay ôm thú bông ngủ, và mình hỏi nó là còn giữ không thì nó nói còn, cho nên là nó rủ mình lên đây. Ủa, con đó là con mèo mà. Khoan đã, đó không phải là con gấu hả? Hóa ra là thằng này nó tưởng là con gấu nhưng mà rốt cuộc là con mèo. Thật ra là bố tớ làm cái con này cho tớ. Không thể nào hả? Ông Mitty là mà đúng vậy. Là tớ luôn để nó chỗ mà tớ có thể nhìn thấy được. Bởi tớ rất là yêu thích thứ này. Tại sao cậu lại yêu thích những cái thứ mà người đó làm trong khi là cậu lại ghét người làm ra nó? Nghĩa là ẩn ý á. Ẩn ý là hỏi là tại sao là cậu lại thích những cái món đồ của bố cậu làm, nhưng mà tại sao cậu lại ghét bố cậu? Thật ra là tớ cũng không ghét bố của tớ. Không hả? Nhưng mà có vẻ là như vậy. Thật ra là ông ấy lúc nào cũng nói về công việc. Và ông ấy lúc nào cũng bực tức. Ok, tớ sẽ cố gắng thử làm một cái điều gì đó. Làm gì cơ? Tất nhiên rồi, tớ sẽ cố gắng là hàn gắn lại mối quan hệ của cậu với bố cậu. Cậu cứ chờ đó đi. Mình nói mà chẳng qua là hai người không hiểu nhau thôi. Ông bố thì muốn là nó cứng rắn lên, nó trưởng thành theo cái cách của ông bố. Nhưng mà nó lại không thể trưởng thành theo cách của ông bố được. Nó sinh ra là nó là nó rồi mà, Plan, nó sinh ra là nó là Plan rồi, cho nên là nó không thể trưởng thành theo cách của ông bố được. Nó vẫn yêu quý ông bố, nhưng mà tại vì ông bố cứ muốn nó trưởng thành theo cách của ông bố cho nên là mới gây ra bất hòa như vậy. Nên là mình nghĩ là sẽ làm mấy sự kiện sau là mình sẽ cố gắng hàn gắn hai cha con lại. Để mình check xem. Ok, còn lâu lắm mới tới sự kiện, cho nên là mình sẽ keep hôm nay nha. Để tới hôm sau mới có sự kiện mới được. Ok, thì bây giờ mình cũng sẽ ngủ tới 2 giờ chiều. Đi qua đây. Ok, tôi cần phải có làm gì đó với lại ông Mitty. Lỡ chuyện đó xảy ra lần nữa thì sao? Hey Dobita, Doraemon à. Đúng đấy, tớ cần cậu cố gắng và thử sửa lại mối quan hệ giữa chú Mitty và Plan. Ý cậu sửa lại là sao? Muốn Doraemon sử dụng bảo bối. Ok,
Bởi vì mình nói cho Doraemon là hai mối quan hệ của hai người đó là đang rắc rối lắm, cho nên là sử dụng bảo bối để giúp đỡ nó dễ hơn. Ôi, hình như là họ sắp sửa cãi nhau thêm lần nữa. À, sử dụng cái giọng cái mic này. À, cái mic đổi giọng để nói bằng giọng của thằng Glenn vậy. Thằng Glenn nó không nói được, nhưng mà mình sử dụng cái mic này để mình nói nhái giọng của Glenn, nói cho ông bố hiểu tâm tư của nó. Nó không nói ra được cho nên là nhờ người khác nói. Ok, thế thì chúng ta ở đây làm cái gì? À, con rất là muốn xin lỗi của mọi chuyện. Hả? Thế thì tại sao con lại xin lỗi? Bố biết đấy, chúng ta luôn cãi nhau, nhưng mà con không có ghét bố. Thật hả? Nếu như mà con xin lỗi thì tại sao con lại cứ hành động giống như là con ghét ta? Vậy đấy, chết rồi, mình chọn lộn hay sao mà hai ông bố lại cãi nhau rồi đấy. Bố không thể ngừng bực tức với lại những người xung quanh à. Người ta tớ nghĩ là điều đó không tốt chút nào cả. Ok, tớ nghĩ là đã xong rồi, cho nên là bây giờ cần phải ngừng lại. Khoan, nhưng mà đó không... À, bây giờ là Lan nó mới nói ra nè. Giờ đó không phải thường hợp. Ý con là bố luôn lúc nào cũng nói về công việc. Ồ, vậy hả? Đó là những điều con nghĩ à. Ờ, đúng là lỗi của bố thiệt, cho nên là bố mới đáng là người xin lỗi. Bố à. Ok, đúng là hình như mọi thứ đã đang trở về quỹ đạo đúng của nó rồi, Nobita. Đúng, đây là một lần đầu tiên mà con xin lỗi ta, cho nên là ta rất là cảm động. Cảm ơn con nhé, Glenn. Không sao đâu bố, đừng lo về việc đó. Chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn và công việc nữa, làm việc chung nhiều hơn. Ok, đến lúc để đi rồi, Nobita. Đúng vậy, tớ cũng nghĩ là như vậy đó. Hả? Có phải Nobita và Doraemon đó không? Nobita, Doraemon, cảm ơn hai cậu nhé. Nãy giờ là hai người nói chuyện với nhau, cho nên là không để ý tới mình với lại Doraemon, cho nên là mình với lại Doraemon có thể tự tung tự tác là như vậy. Ok, thì mình sẽ tiếp qua tới cốt truyện tiếp theo nha. Ok, thì tiếp tục thôi nào. Bây giờ là sẽ ngủ tới 15 giờ, sau đó là vào nhà chú Misty tiếp. Chú Misty đi lên phòng của thằng Len làm gì vậy? Nè chú Misty. Ồ, cháu đấy à, Nobita. Chú đang làm gì đấy? Không có gì đâu, chúng chỉ nhìn xung quanh phòng của Len thôi. Nhìn xung quanh à, cái con thú bông của nó đấy. Đúng vậy. Ồ, cái con thú bông mà chú để đưa cho cậu ấy à. Phải, đúng rồi, và nó đã quá cũ rồi, cho nên là chú nghĩ là chú có thể sửa được nó. Ồ, ý kiến hay đấy chú. Bố. Ờ, Plan à, ta đang lên để sửa lại cái con thú bông của con. Bỏ tay ra khỏi cậu ấy.
Vâng, không muốn ai đụng tới cái con đó à? Chuyện gì thế Blaine? Con bị cái gì vậy? Con không quan tâm tới cái con thú bông đó, nhưng mà tránh xa khỏi phòng của con ra. Ôi, khoan, tại sao con lại lớn tiếng lại bố của mình như vậy? Cái gì cơ, cậu vừa nói gì vậy? Giận, giận dỗi kiểu như con gái nha. Ok, có hai lựa chọn, một là mình sẽ ở lại nói chuyện lại chú Bitty, hai là mình nói chuyện với lại thằng Plan. Thì mình nghĩ là chuyện này mình nên nói chuyện với thằng Plan. Ờ, nhưng mà nó lại chạy đi đâu rồi? Đây, ông bố muốn tốt nhưng mà mình lại không hiểu được là thằng Plan nó muốn gì. Cho nên là mình sẽ nói chuyện với thằng Plan để hiểu thêm thôi. Ok, tớ biết là cậu đã cố gắng giúp đỡ. Ok, mình cũng nói là cố gắng để sửa lại mối quan hệ này. Vâng, cứ tự tin cho tớ. Và cậu luôn luôn ở đây hả? À, chỉ là tận hưởng những cái phút giây mà rảnh rỗi của nó ở đây. À, không nói nhiều gì nữa. Mình tưởng là phải nói nhiều lắm chứ. Ok, thì trước khi mà tiếp tục tới nhiệm vụ số 9 á, thì mình còn quay lại nhiệm vụ số 8 một chút. Đó là nhiệm vụ vừa nãy, nhiệm vụ sự kiện vừa nãy mình vừa làm luôn. Đây, nhiệm vụ thứ 10 là bắt buộc. Bắt buộc là mình phải ấy nói chuyện với hết hai cha con. Đây, đó. Thì lúc nãy là mình chạy theo mình nói chuyện với lại Blaine, rồi bây giờ mình trở lại mình nói lại chuyện là chú Mithy. Chú Mithy, chú có ổn không? Tại vì bắt buộc là mấy bạn phải nói chuyện với hai cha con như thế này thì nó mới mở ra được cốt truyện thứ 10, chapter thứ 10. Thì ông bố cứ tưởng là Glenn những ghét ông bố. Không, đó không phải đâu. Thế thì đứa cháu là sao? Phải, cháu biết là cậu ấy không bao giờ ghét chú, nhưng mà cậu ấy không thích sửa cái con thú đó vào lúc này đâu. Giống như là con thú tuy là nó hư hay không, nhưng mà nó vẫn chứa nhiều kỷ niệm. Và đó là lý do tại sao thằng Glenn thích nó, cho nên là nó không muốn sửa lại cho mới. Bởi vì sửa mới thì giống như là mất đi những cái ký ức, những cái kỷ niệm vậy. Đó là lý do tại sao ông Plan mực với ông này, ông bố. Arigato. Mata na. Bắt buộc là mình phải nói chuyện với cả hai người như vậy thì nó mới xảy ra được chapter thứ 10. Ok, bây giờ mình sẽ skip qua để tới chapter 9 nha. Ok, thì mình tiếp tục thôi nè. Thực ra là câu chuyện của cái nhà này á, là nó sẽ chia ra làm hai hướng. Nếu mà mấy bạn tới chapter 8 á, nó sẽ chia làm hai hướng. Nếu như mà mấy bạn đuổi theo thằng Plan á, thì nó sẽ ra câu chuyện chapter 9. Nhưng mà mấy bạn ở lại, mấy bạn nói chuyện với ông bố, nó sẽ ra chapter 10. Cho nên là mình có chuyển lại rồi, mình bắt up lại cái phần xếp cũ thì mình sẽ đi cốt truyện của thằng con trước, tại vì cốt truyện của thằng Plan nó không quan trọng bằng cốt truyện của ông bố. Cốt truyện của ông bố mới là cốt truyện chapter 10, còn của thằng Plan là chỉ là chapter 9 thôi. Ừ, thôi ta, thật tốt khi gặp lại cậu. Cậu cũng ở đây Plan. À, bố tớ sắp sửa về vài phút nữa, cho nên là cậu cố gắng giúp tớ lần này nữa nha. Rồi, tớ sẽ cố gắng lần nữa. Bây giờ tớ sẽ đi lấy cái Miko đổi giọng từ Doraemon nha. Ok, tớ trở về đây
tớ trở về rồi, bắt đầu thôi nào. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi ông ấy trở về nhà thôi. Thôi chào bố. Làm việc bố vẫn không hiểu. À, bố thật ra là con có điều này muốn nói với lại bố. Con có vẻ khác lạ nhờ. Con xin lỗi bởi vì đã nổi giận với bố lần trước. À, đừng có lo lắng về việc đó. Thật ra là về cái con thú đó. Bố biết. Con ghét nó phải không? Xin lỗi bởi vì đụng tới đồ của con. Không, không phải như vậy. Thật ra là nó rất là quan trọng đối với con. Ủa, con nói gì cơ? Con không có muốn rắc rối, nhưng mà con cũng không muốn sửa lại. Vì con rất là thích nó, nó rất là đặc biệt với con. Len, Len, con trai của ta. Thôi, chạy lại tính ôm nữa. Bỏ đi bố. Bạn Len, nãy giờ là nuôi ta nói, nhưng mà thì ông bố chạy lại ôm kia thì bắt đầu là Len nó nói ra, thế là bị hư hết kế hoạch. Tớ nghĩ là bây giờ là kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ. Chả có tốt đẹp gì ở đây đâu. Không đúng. Thằng Len rất là thích món đồ chơi đó, và ta làm cho nó khiến nó rất là hạnh phúc. Cảm ơn Nobita nhiều. Ok, con cũng phải cảm ơn cậu ấy nữa. Cảm ơn Nobita, không có gì đâu. Ok, chúng ta quay lại làm việc thôi. Con biết, con biết. Ok, thì cái phần đó là chỉ là để hướng cho thằng Glenn theo cha mình thôi. Còn cái cốt truyện thứ 10 mới là khiến ông bố phải suy nghĩ lại về những cảm nghĩ của đứa con. Nó sẽ dễ thông hiểu hơn là cái mặt của Glenn. Nói chung là từ mặt 8 là một, có sẽ hai lựa chọn, một là người này xuống nước và hai là người kia xuống nước, vậy thôi chứ không có gì hết. Ok, mình sẽ skip qua khúc này cho tới cốt truyện sau luôn nha. Ok, thì tiếp tục cốt truyện thôi. Đây, chapter 10 luôn nha. Thật ra là sau khi mà mấy bạn làm xong chapter 9 á, mấy bạn lên kia mấy bạn đổi qua nói chuyện, đổi qua người cha thì ở lại nói chuyện là chú Mít, thì sau đó mấy bạn chạy vô nhà là được luôn, chứ không cần là phải ngủ hay là đợi thời gian cả. Len có nhà không chú? Len ra ngoài tắm rồi. Đúng rồi, bây giờ là chúng ta nên nói chuyện về cái con thú đó. Cố lên chú. Ok, ông chú ông vui lên rồi, ông cảm giác là có thể làm được bất cứ thứ gì. Chào cậu Len, chào Nobita. Len, thật ra ta muốn nói chuyện với con. Bố có vẻ khác lạ nhờ. Nobita đã nói với ta nghe về cảm xúc của con đối với con thú đó rồi. Nobita nói với bố về chuyện gì cơ, lúc nào? Và bố biết được là cái con thú đó rất là quan trọng đối với con. Nobita, tại sao cậu lại đưa những cái thứ bí mật của tớ cho bố ta biết? Nhưng mà khi mà nghe được điều đó, ta rất là hạnh phúc. Bố, ta biết
ta đã là à, con biết ta đã làm cái món đồ đó. Là con chó. Phải cái chuyện thằng Plan nó nghĩ là con đó là con gấu, Nobita nhìn thì thấy là con mèo, nhưng mà ổng thật ra ổng lại làm được là con chó ở đó. Đấy, đúng rồi, đó là lần đầu tiên ta làm đấy. Phải cái chuyện phải, con luôn biết là bố đã làm cái đó, con biết. Ừ, đúng rồi, từ khi còn nhỏ bố luôn làm bất cứ mọi thứ, con đã thấy được điều đó, và đó là lý do tại sao con rất là thích cái món đồ đó. À, đó là những ý tưởng của con nghĩ à. Và bố thường xuyên là tức giận đối với con, và bố cũng không bao giờ là ngừng nói về cái việc rèn luyện, à, làm thợ rèn. Nhưng mà con rất là tôn trọng bố. Đó không phải là điều tốt nhất, nhưng mà con nghĩ là con vẫn muốn nói chuyện nhiều hơn với bố như là một người con. Và đó là cảm xúc của con. Ta xin lỗi bởi vì ta chưa bao giờ cảm nhận được. Phải, con không có giỏi với lại động vật, con cũng chẳng biết nấu ăn. Tức là hậu đậu. Nhưng mà con muốn là con có thể làm bất cứ thứ gì mà con muốn, kiểu là làm theo ý thích á, giống như là bố từ ngày xưa rồi. Nên là mấy bạn có thể hiểu nè, là cái con chó bông của ổng làm để tặng cho đứa con, là ngày xưa ổng không có, kiểu như là ổng không có ý định làm thợ rèn, ổng muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng mà về sau này thì mới biết là ổng chỉ có khả năng ổng làm được thợ rèn đó. Cho nên bây giờ thằng con nó muốn như vậy tại vì ổng thấy là ổng giỏi thợ rèn, cho nên ổng muốn hướng thằng con theo làm thợ rèn. Nhưng mà thằng con thì không, thằng con nó đã thấy được lúc mà người bố là làm mọi thứ, sáng chế ra mọi thứ rồi, nên là thằng con nó vẫn muốn giống như bố là sáng chế mọi thứ, làm bất kỳ mọi thứ, để sau này cuối cùng cái nghề cuối cùng chọn nó thì nó mới làm thôi. Giọng bố xúc động chạy lại ôm con. Tụi mình đừng như thế với con trai. Này Len, gọi hai ông bố, ông bố dí để ôm thằng con cho bằng được. Xin lỗi con bởi vì ta luôn luôn là lạnh lùng. Ok, cả hai người hình như là đã hòa thuận với nhau rồi. Phải vậy, ta nghĩ là chúng ta còn tiến gần hơn nữa cơ, thân thiết hơn nữa. Hơn lúc trước à, còn chắc chắn là không như vậy đâu, chắc chắn. Ok, tớ nghĩ là tớ rất muốn cảm ơn cậu, và tớ rất muốn là mở lòng ra. À, cậu đã mở, kiểu như là sao tớ cảm ơn Nobita thì đã mở lòng ra giúp đỡ cho gia đình này. Ok, nếu như mà cậu cần những món đồ gì, cần rèn thì cứ tới đây. Nhưng mà tay vẫn đang thiếu cái búa. Thấy chưa? Ơi. Kiểu là à, không thiếu tay nghề, ông nói thằng con thiếu tay nghề. Cho nên là còn thế thì bố hãy dạy cho con ngay từ lúc này luôn đi. Thôi, hãy cho con hòa thuận rồi. Và thằng Plan nó đã muốn là nối nghiệp với lại ông bố. Cái cháp này nó sẽ kết thúc đẹp hơn là cái cháp chính. Đó là thằng con nghe lời. Tuy là hiểu được cái cảm xúc của nhau, nhưng mà nó không hiểu được nhiều bằng cái cháp 10 này. Thấy cháp 10 này hay hơn.
Ok, thì video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bài nói hay nhớ để lại một like, một share. Đã chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.